Nếu như bạn nào bị rụng tóc chắc chắn sẽ hiểu nỗi khổ này, rụng tóc không chỉ mất thẩm mỹ nó còn là dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe. Có rất nhiều cách để giảm tình trạng rụng tóc như sử dụng thuốc. Tuy nhiên, hôm nay shop Nhật Việt xin bật mí sản phẩm dầu gội kích thích mọc tóc của Nhật chuẩn made in Japan, mời các bạn cùng theo dõi, các loại dầu công nghiệp hiện nay chứa nhiều hóa chất độc hại. Đa số các loại dầu bày bán trên thị trường đều chứa silicon hay cái tên dimethicone có trong phần thành phần sản phẩm silicon có độ nhớt, dẻo và tác dụng giữ ẩm nhất định. Sau khi gội, các lớp biểu bì mở ra, chất này sẽ bám dính lên bề mặt và phủ đầy các lớp sần trên bề mặt tóc, rất có hại cho tóc. Dầu gội thảo dược Algerian Organic đúng với tên gọi của nó, các thành phần của dầu gội chủ yếu là thảo dược. Các chất chiết xuất từ thiên nhiên và gần như không có bất cứ thành phần hóa học nào khác. Chính vì lý do đó mà dầu gội thảo được được cho là dầu gội an toàn và có tính hiệu quả rất cao. Dầu gội Auzelan Nhật Bản là sản phẩm đầu tiên trên thế giới thúc đẩy tóc mọc nhanh gấp 3, 5 lần bình thường. Với thành phần tự nhiên nuôi tóc khỏe mạnh, bộ sản phẩm giúp các bạn nữ có mái tóc dài, dày đẹp và khỏe, giảm dụng tóc rõ rệt. Những người nên sử dụng dầu gội thiên nhiên, người bị dụng tóc lâu năm, những người bị ngứa do sử dụng nhiều hóa chất lên da dầu, gây nên những kích ứng, mẩn đỏ. Sản phẩm đặc biệt cần thiết đối với những ai muốn cải thiện tóc gãy dụng, phục hồi hư tổn sau nhiều lần làm tóc. Đây sẽ là lựa chọn hàng đầu với những người đang muốn bảo vệ tóc. Nuôi dưỡng và dưỡng ẩm da dầu giảm tình trạng khô, bong chóc những người dị ứng hóa chất. Bộ dầu gội Azelan Botanico có chứa tới hơn 50 loại dầu chiết xuất từ các loại cây cỏ khác nhau để nuôi dưỡng da đầu và nuôi dưỡng từng nang tóc. Thành ra, nếu mong muốn có một mái tóc khỏe mạnh tận gốc, mọi người nên cân nhắc chuyển sang dùng em này, với 10 năm kinh nghiệm order hàng nhật nội địa giá rẻ nhất nhì trên thị trường hiện nay phương châm làm việc hạnh phúc của bạn là thành công của chúng tôi bạn có thể yên tâm khi đặt vào mua hàng ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm sản phẩm bộ quần áo mưa chống thấm phụ kiện trang sức nam của shop nhật việt để có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với bản thân và cũng là món quà tặng ý nghĩa cho người thân yêu